Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu chết tại nhà. Ngày 23 tháng 8 năm 2020, các ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của ông Phan Chí Quang, 41 tuổi, ngụ tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu. Khoảng 4 giờ ngày 22 tháng 8, ông Phan Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu đột tử tại nhà riêng ở phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo người nhà thì chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020, ông Quang đi ăn cơm tối với bạn rồi về nhà ngủ. Đến 4 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện ông nằm bất động nên gọi cấp cứu. Khi bác sĩ đến kiểm tra xác định ông Quang đã tử vong. Ông Quang trưởng thành trong ngành tài chính tỉnh Bạc Liêu, được lãnh đạo đánh giá năng nổ và nhiệt tình. Trước khi làm phó giám đốc gần 2 năm trước thì ông Quang là trưởng phòng tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. Theo đó thì sau khi giải phẫu từ tử thi để khám nghiệm theo yêu cầu của vợ ông Quang, đồng thời qua kết quả điều tra làm rõ, cơ quan chức năng bước đầu xác định ông Quang tử vong là do uống quá nhiều rượu bia rồi đột tử. Trong lúc bắt quạt gió để ngủ chứ không có lực tác động nào từ bên ngoài. Như thông tin thì chiều ngày 21 tháng 8, ông Quang có khách ăn uống đến tối về nhà ở khu vực gần khu Hồ Nam. Khi về đến nhà thì ông Quang trong tình trạng rất say và nằm trên võng bắt quạt gió để ngủ. Vợ ông Quang mặc dù đang mang thai nhưng vẫn nằm cạnh chồng để theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên do ngủ quên nên đến 4 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm 2020, vợ ông Quang thức giấc thì phát hiện chồng nằm bất động nên gọi cấp cứu. Bác sĩ đến kiểm tra thì xác định ông Quang đã tử vong. Ông Quang trưởng thành trong ngành tài chính của tỉnh Bạc Liêu và được lãnh đạo đánh giá là người năng nổ và nhiệt tình. Trước khi trở thành một trong hai phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu thì ông Quang là trưởng phòng tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định về công tác cán bộ tại một số cơ quan đơn vị như Gia Lai, Quảng Bình và Bộ Nội vụ. Ngày 19 tháng 8 năm 2020, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hồ Văn Niên sinh năm 1975, quê ở Gia Lai, có bằng cử nhân chính trị, cử nhân luật. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Văn Niên từng đảm nhiệm nhiều các chức vụ trong các cơ quan đơn vị như Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Đắc Pơ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định số 2307 QĐ-NS trên TVK ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo của Chính phủ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Và ông Vũ Chiến Thắng, sinh năm 1967, quê tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, tiến sĩ luật, cử nhân tiếng Pháp. Ông Thắng từng làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Phó Giám đốc Công an Nghệ An. Tháng 9 năm 2017, khi đang làm Cục trưởng An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh Bộ Công an, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức trưởng ban tôn giáo Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án treo và theo các giải pháp của Chính phủ, kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong đó có khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời gian vừa qua thì những sai phạm của những con cáo già ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa bị bên công an cũng như bên chính phủ, cũng như ông chủ lò Nguyễn Phú Trọng
xử lý triệt để đến nơi đến chốn, mà lại ra những quyết định rất ngây ngô như hiện nay là thúc đẩy về giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận của ông Klemmerer Nguyễn Xuân Phúc dựa trên buổi làm việc với chính phủ với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Kết luận, Thủ tướng cũng đã đưa ra giải pháp nhằm triển khai một số dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể thì việc bổ sung công trình xây dựng 4 cầu nạo vét rạch đào hồ trung tâm và các kênh mới vào dự án BT xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Thủ tướng cũng đồng ý triển khai dự án và giao cho Bộ Khoa học đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh bổ sung dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành, hoàn thành trước tháng 9 năm 2020. Đối với dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Klemmerer Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố triển khai theo hình thức đầu tư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định luật PPP mới được Quốc hội thông qua. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc thì thành phố phải báo cáo với Thủ tướng xem xét và có ý kiến chỉ đạo thực hiện sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu thiết thực của người dân thành phố, Thủ tướng chỉ đạo. Về việc giải quyết vướng mắc tại dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tại khu chức năng số 2A trong khu đô thị mới Thủ Thiêm thì ông Thủ tướng giao cho Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học rà soát, xử lý sau thanh tra và việc lựa chọn nhà đầu tư dự án báo cáo với Thủ tướng trong tháng 8 này. Về việc gia hạn thời hạn hoạt động của các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Sài Gòn Center 4 và 5, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Khoa học và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với thành phố báo cáo rõ thêm về điều kiện, tình hình triển khai và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc đối với từng dự án thành phần cụ thể. Theo người đứng đầu chính phủ, chỉ còn 20 tuần nữa là kết thúc năm 2020, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải chung tay quyết tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh triển khai giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%. Thứ nhất là chuẩn bị tốt công tác lập kế hoạch đầu tư công, đặc biệt là kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó lưu ý đến dự án trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và chiến lược số hóa trong triển khai nhiệm vụ. Thứ hai là không để chậm trễ, các cấp, các ngành không được trì trệ, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án theo giải pháp của chính phủ và kết luận của thanh tra chính phủ. Thứ ba, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm bán buôn và bán lẻ với đa dạng dịch vụ của cả nước, do đó Bộ Công Thương và thành phố Hồ Chí Minh cần đề xuất biện pháp hiệu quả phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ hàng hóa trên thị trường. Thứ tư là định hướng phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực dịch vụ, nhất là dịch vụ bất động sản, du lịch, bất động sản công nghiệp, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, du lịch và phát triển đô thị. Thứ năm là thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm gắn với tăng cường quản lý và an ninh trật tự. Thứ sáu là đẩy mạnh tăng trưởng qua phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử, sử dụng điện thoại thông minh trong thanh toán và giao dịch. Thứ bảy là thúc đẩy toàn diện đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và FDI, giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, không để xảy ra thất thoát tài sản, tham nhũng và tiêu cực, phát triển hệ thống doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tài chính. Thứ tám là cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giải quyết các vướng mắc một cách công khai, minh bạch, vì lợi ích chung, không vì một vài sai phạm mà ảnh hưởng tới sự phát triển của thành phố. Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng gấp 1,3 lần cả nước và phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách năm 2020. Thứ 9 là đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch,
tuyệt đối không chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền. Cuối cùng thì ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố không lơ là chủ quan và luôn đề cao công tác phòng chống đại dịch virus Vũ Hán. Ngoài ra thì người đứng đầu chính phủ CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đại hội đảng lần thứ 11 của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, các hãng hàng không Việt Nam vừa có công văn kêu cứu gửi lên ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc và đề nghị chính phủ cho vay gói tín dụng 25.000 đến 27.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 1,1 đến 1,3 tỷ đô la Mỹ để giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng của đại dịch virus Vũ Hán. Theo Cục Hàng không Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu trực tiếp lên Thủ tướng trong tình trạng tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng. Ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội cho biết. Theo đánh giá của các hãng hàng không, nếu đến năm 2024 lưu lượng hàng không mới có thể hồi phục như mức năm ngoái theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, thì hàng không Việt Nam sẽ thiệt hại trên 4 tỷ đô la trong năm nay. Và kể từ cuối tháng 7 năm 2020, khi mà ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nhu cầu đi lại và du lịch bằng đường hàng không đột ngột giảm, dẫn đến tình trạng mất doanh thu ngay vào mùa cao điểm, mùa hè của ngành hàng không Việt Nam. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại như cắt giảm tổng chi phí 50-70% so với cùng kỳ năm trước, đàm phán với các đối tác giãn nợ, giảm lãi vay, bán bớt đầu tàu bay và chuyển nhượng tài sản, giảm lương nhân viên, giảm giá vé, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng suy kiệt dòng tiền. Trong đơn kêu cứu thì các hãng hàng không còn đề nghị với Thủ tướng là kéo dài miễn giảm dịch vụ hàng không cho đến hết năm 2021 và giảm 50% các loại phí dịch vụ hàng không khác. Hiệp hội cũng đề nghị chính phủ cho phép mở lại đường bay tới các quốc gia được xem là đã được kiểm soát được đại dịch virus Vũ Hán và cho phép khách du lịch nhập cảnh Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch. Tình trạng đại dịch quay trở lại khiến cho chính phủ Việt Nam phải tạm dừng các hoạt động du lịch, vận chuyển để ngăn chặn bùng phát trong cộng đồng. Và tính đến tối ngày 21 tháng 8 năm 2020, Việt Nam đã có 1.009 ca nhiễm bệnh và 25 trường hợp tử vong vì đại dịch virus Vũ Hán. Thưa quý vị và các bạn, giới luật sư Việt Nam phản đối Bộ trưởng Công an Tô Lâm về vụ thẻ căn cước gắn chip xâm phạm quyền công dân. Dự trù từ tháng 11 năm 2020, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thay cho chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân có mã vạch. Hiện tại thì các nhà báo nhà nước thì đăng nhiều bài tuyên truyền rằng thẻ căn cước gắn chip phù hợp với xu hướng công nghệ số đang phát triển và nhiều ưu điểm như lượng thông tin lưu trữ lớn hơn và mức độ bảo mật cao hơn so với thẻ căn cước có mã vạch, và giúp giảm thời gian chi phí cho những thủ tục hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến của chính phủ điện tử. Điều oái oăm là đến cuối năm 2020, khi mà nhà cầm quyền bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, ở Việt Nam sẽ tồn tại đồng thời 4 mẫu căn cước đều có giá trị sử dụng, gồm chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân có mã vạch và căn cước công dân gắn chip. Theo báo Nhân dân thì mục tiêu của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tới ngày 1 tháng 7 năm 2021 cấp được 50 triệu căn cước công dân gắn chip. Do việc ban hành thẻ căn cước công dân gắn chip là phương án của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, các báo đảng rất dè dặt đăng ý kiến phản biện về mức độ tốn kém tiền thuế của dân. Báo VN Express hôm 12 tháng 8 cho hay là một số chuyên gia đề nghị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cân nhắc giữa sự cần thiết và chi phí phải bỏ ra để cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân. Đơn cử dự án làm thẻ căn cước mã vạch và xây dựng dữ liệu dân cư quốc gia hiện đã có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, tương đương với 129,3 triệu đô la Mỹ. Con số để làm thẻ gắn chip chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều
nên trước khi thực hiện cần cân nhắc kỹ, tờ báo viết. VN Express dẫn ý kiến của ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Cộng sản Việt Nam rằng trước khi đổ nhiều tiền làm thẻ căn cước gắn chip, Bộ Công an phải xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để việc dùng thẻ gắn chip mới có hiệu quả. Luật sư Nguyễn Duy Bình ở Sài Gòn thì bình luận trên trang cá nhân rằng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đang muốn xem tất cả công dân như tội phạm. Tôi kịch liệt phản đối. Bản chất mục đích của căn cước là để quản lý hành chính. Nếu Bộ Công an muốn theo dõi một công dân nào đó phải có biện pháp riêng, phải bảo đảm quyền công dân nói chung và bí mật đời tư nói riêng. Không được gắn chip theo dõi toàn thể công dân như dự thảo quy định. Ông đề xuất như vậy là đã xâm phạm với quyền công dân và xem người như một tên tội phạm suốt đời bị theo dõi. Luật sư Bình, người được biết đến qua vụ bị công an ghè cổ lôi ra khỏi phiên tòa xét xử luật sư Trần Vũ Hải với cáo buộc trốn thuế hồi giữa tháng 11 năm 2019, cũng nêu đề nghị này. Thay vì cấp thẻ căn cước gắn chip, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nên gắn nơi hàng ngũ quan chức lãnh đạo để giám sát vì nạn tham nhũng, cường quyền, hách dịch đang hoành hành tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam kiểm soát siết chặt Google và Facebook hơn nữa. Trước thêm đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng áp lực với các công ty mạng Google, Facebook, ép họ phải chặn gỡ thông tin bị coi là xấu, độc đối với chế độ độc tài và tham nhũng. Báo điện tử VN Express của Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam cho hay là chế độ Cộng sản Hà Nội đang chuẩn bị sửa đổi lại Nghị định số 181, Nghị định chi tiết luật quảng cáo. Lý do thấy viện dẫn là những kiểm soát chế tài hiện tại dù đã ngặt nghèo nhưng vẫn còn thiếu, chưa đủ sức răn đe cũng như chưa khả thi trong thực tế. Nghị định số 181 quy định chi tiết luật quảng cáo có từ năm 2013, chi tiết hóa thi hành luật quảng cáo ban hành năm trước đó về các điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam. Quảng cáo trên các mạng xã hội thời đó vẫn chưa mấy thịnh hành và có doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với Google, YouTube và Facebook mà chế độ Hà Nội không làm gì được. Từ lấy tiền thuế dịch vụ đến nội dung xấu độc với chế độ. Sau lần thúc ép mấy năm gần đây thì các công ty Google, Facebook đã gia tăng gỡ bỏ hoặc ngăn chặn các clip hoặc các bài viết đã kích hoặc vạch cái lưng xấu xí của chế độ độc tài đảng trị, nhưng vẫn không hết. Nay lại sửa cái nghị định kể trên không ngoài mục đích siết chặt hơn nữa. Vừa là giúp chế độ lấy thêm tiền thuế dịch vụ, vừa ngăn chặn kỹ lưỡng hơn các thứ thông tin ngoài luồng. Theo VN Express, Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam qua sửa đổi bổ sung nhiều quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới như Facebook, Google tại Việt Nam. Trong đó, các đơn vị này phải chủ động rà soát kiểm tra sản phẩm để không vi phạm luật quảng cáo và nộp thuế theo quy định. Đồng thời, đơn vị cá nhân cung cấp dịch vụ phải ngăn chặn gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Theo đó, khoản điều 13 của bản dự thảo sửa đổi Nghị định 181 về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, thấy viết là thực hiện ngăn chặn gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Theo VN Express, thì năm ngoái chế độ Cộng sản Hà Nội đã ép 15 doanh nghiệp lớn trong nước dừng quảng cáo YouTube, nền tảng chia sẻ video của Google do bị gắn quảng cáo các video có nội dung phản động. Vì chỉ có 45% doanh thu quảng cáo của Google và 30% của Facebook thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, phần còn lại ký trực tiếp nên chế độ Hà Nội mất khoản thuế dịch vụ rất lớn. Hồi tháng 4 vừa qua, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho hay rằng công ty Facebook đã khuất phục trước áp lực của chế độ Hà Nội khi họ phải đồng ý gia tăng gỡ bỏ các thông tin, bài viết hoặc những buổi phát trực tiếp live stream bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu. Bây giờ thì Cộng sản Việt Nam chính thức hóa những đòi hỏi đó bằng văn bản có hiệu lực
pháp luật. Chỉ số về tự do báo chí quốc tế mà Tổ chức Phóng viên Không Biên giới ASF công bố năm nay xếp hạng Cộng sản Việt Nam thứ 175 trên 180 nước được khảo sát, tức ở cuối bảng cùng với những nước Cộng sản cuồng tín hay độc tài quân phiệt như Bắc Hàn, Trung Quốc, Iran, Syria, Cuba và Lào. Thưa quý vị và các bạn, chị của Tổng thống Donald Trump nói em trai không có lập trường độc ác và mướn người thi vào đại học. Bà Marianne Trump Barry, người chị của Tổng thống Donald Trump, nói người em trai quyền uy không có lập trường độc ác và phải nhờ người đi thi dùm để vào đại học. Thực tế thì chuyện này như thế nào? Những lời trên của Marianne được bà Marie Trump, người cháu gọi Tổng thống bằng chú ruột, bí mật thu âm và đăng tải lên trên nhật báo tờ Washington Post ngày hôm thứ Bảy 22 tháng 8 năm 2020. Bà Marianne Trump Barry, 83 tuổi, cựu chánh án tòa kháng án liên bang địa hạt số 3 tại New York, được cựu Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm ngày 22 tháng 9 năm 1999 và về hưu vào ngày 11 tháng 2 năm 2019. Bà là người của Đảng Cộng Hòa, được cố Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm làm chánh án tòa án liên bang từ ngày 7 tháng 10 năm 1983, từng bỏ ra rất ngạc nhiên về việc được một tổng thống dân chủ, ông Bill Clinton, bổ nhiệm lên tòa kháng án liên bang. Những lời của vị chánh án về hưu phê bình những tuyên bố và hành xử của người em trai, Tổng thống Donald Trump, khi nói chuyện với người cháu gái Marie Trump, được bí mật thu âm từ những lần gặp gỡ trực tiếp giữa hai bác cháu trong hai năm 2018 và 2019. Dài tổng cộng 15 tiếng đồng hồ. Bà Marie Trump, 55 tuổi, bác sĩ tâm lý, vừa xuất bản cuốn sách nói về chú ruột tổng thống mang tựa đề Too Much and Never Enough, và tạm dịch là Quá mức, không bao giờ đủ, và Các gia đình tôi tạo ra người nguy hiểm nhất thế giới. Trong cuốn sách, nghi vấn về nguồn gốc của nhiều chi tiết thâm cung bí sự mà bà Marie Trump kể về người chú ruột tổng thống của mình, bây giờ được sáng tỏ với những đoạn thu âm bí mật với lời của người bác gái ruột chánh án. Trước khi loan tin về cuốn sách mà bà Marie Trump vài tháng trước đây, tờ Washington Post có hỏi về bằng chứng chuyện mướn người thi hộ này. Bà Marie Trump đã đưa cho tờ báo đoạn băng ghi âm và văn bản ghi âm. Những bằng chứng này người cháu gái không ghi lại trên cuốn sách. Mướn người đi thi dùm để vào đại học. Câu chuyện mướn người đi thi dùm của Tổng thống Donald Trump đủ điểm vào đại học được bà chị kể lại trong đoạn thu âm. Chú Tổng thống là một cậu ấm được nuông chiều, bác phải làm dùm bài tập cho chú ấy và bác phải chở chú ấy đi hết cả thành phố New York để xin vào trường đại học. Người cháu gái hết hồn khi nghe bà bác kể và chú vào được đại học Fordham một năm và sau đó được vào Đại học University of Pennsylvania nhờ một người thi dùm. Ủa, có chuyện đó hả? Bà Marie Trump sửng sốt. Chú Donald Trump phải nhờ người thi dùm để được vào đại học hay sao? Hình như là thi xét hay cái gì đó, bác tin là như vậy. Và bà bác của Barry Trump nói bác vẫn còn nhớ tên người này nữa mà, ông ta là John Shapiro. Hồi theo học đại học tại University of Pennsylvania, ông Donald Trump có một người bạn tên là Joe Shapiro, nay đã chết. Vợ và chị hoặc em gái của ông này nói với tờ Post rằng ông Shapiro chưa từng thi dùm ai, kể cả tổng thống. Bà Marie Trump nói đó là một người khác có cùng tên là Joe Shapiro, nhưng hiện nay người này vẫn chưa xuất hiện. Ông Trish Bhattadi, người đại diện của bà Marie Trump, nói ông tin rằng thông tin trên cần thiết để thay đổi tình trạng những người giàu có dùng ảnh hưởng của họ để đưa con cái vào đại học, như câu chuyện đang bùng nổ hiện nay khiến cho nữ tài tử Nori Loughlin và hàng chục phụ huynh khác phải vào vòng lao lý. Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố ông là một siêu thiên tài khi nhận được vào khoa tài chính tại Đại học University of Pennsylvania
Vandia. Đây là trường khó nhất để vào, lời của Tổng thống. Năm ngoái, tờ Washington Post cho biết rằng cha của bà Mary Trump, ông Fritz Trump, quá cố. Có bạn là một nhân viên trong ban giám hiệu trường này, tên là James Nolan. Nhờ người này và nhận cho em trai mình vào học, ông Nolan kể với tờ báo rằng ông đã làm theo lời yêu cầu và thời điểm đó để vào trường này học không khó vì 50% người nộp đơn đều được nhận. Hiện nay khó hơn nhiều với tỷ lệ chỉ có 7,4%. Năm 2018 trên Fox News, Tổng thống Donald Trump đề nghị đưa bà chị cả lúc đang là chánh án, chưa về hưu, đến biên giới để chứng kiến cảnh di dân bất hợp pháp tìm cách vượt biên vào Mỹ. Đây là thời điểm ông áp dụng chính sách không khoan nhượng với di dân. Nếu vượt biên trái phép, có trẻ em đi cùng sẽ bị phân cách, con nhốt riêng và cha mẹ cũng nhốt mỗi người một nơi. Tất cả những gì chú làm là để vừa lòng thành phần ủng hộ bỏ phiếu, giọng bà Barry nói trong đoạn ghi âm. Chú không có lập trường gì cả, không có gì hết và thành phần ủng hộ chú đó hả? Lạy Chúa, bác nói thật nhé, nếu tự nhận mình là người có đạo phải biết giúp đỡ người khác chứ không phải làm như thế. Bà bác chánh án còn nói với cô cháu gái là ông chú tổng thống chưa đọc những ý tưởng của bà về vấn đề di dân trong các án lệnh nên mới có đề nghị đưa bà ra ngoài biên giới. Chưa hết, bà nói ông là người chẳng đọc sách gì cả. Cũng trong đoạn ghi âm, bà Barry nói không đồng ý với những gì mà chính quyền đối xử với trẻ em tại biên giới và phê phán một chánh án khác đã không đối xử với phong cách tôn trọng phẩm giá những người tị nạn. Đương nhiên, bà chị cả không ủng hộ hành động của người em trai tổng thống của mình. Những tin nhắn Twitter và những lời nói láo chết tiệt của chú, lạy Chúa, bà thốt lên. Thay đổi câu chuyện sành sạch, thiếu sự chuẩn bị, toàn những lời nói láo, toàn là rác rưởi. Tất cả mọi thứ đều là bịa đặt, nói láo và tàn nhẫn. Chú Donald Trump quá là độc ác, lời của bà Marian Trump Barry nói với cháu gái Mary Trump. Trong ngày thứ Sáu và sáng thứ Bảy, tờ Washington Post yêu cầu Tòa Bạch Ốc bình luận về những đoạn ghi âm trên trước khi đăng, nhưng không được hồi đáp. Sau khi toàn bài báo về vụ ghi âm này được loan ra vào tối thứ Bảy, Tòa Bạch Ốc mới công bố phản ứng của Tổng thống. Nguyên văn, ngày nào cũng có chuyện thế thôi, mặc kệ, không phải ai cũng đồng ý, nhưng kết quả là quá rõ ràng, đất nước chúng ta đã mau chóng mạnh hơn bao giờ hết. Theo luật của tiểu bang New York, thu âm một cuộc đối thoại là hợp pháp nếu có một bên đồng ý. Trong trường hợp này, bên đồng ý là người cháu gái Mary Trump. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.